Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Đỗ Ngát. Đỗ Ngát có rất là nhiều câu chuyện hay được phát ở trên kênh Xóm Truyện Ma. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe thì vào kênh Xóm Truyện Ma tìm những tập danh sách phát truyện của Đỗ Ngát để chúng ta tìm lại những câu chuyện của bạn ấy nha. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Thì cảm ơn quý bà con khán thính giả rất là nhiều. Và sau đây thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Ma rừng Tây Bắc, tác giả Đỗ Ngát. Nơi đại ngàn Tây Bắc xa xôi, dưới những cánh rừng già trải dài xanh mướt, là biết bao bản làng các dân tộc. Tại nơi đó, dưới những ngôi làng phủ đầy sương, là bao nhiêu những điều kỳ bí, rùng rợn, mà cho đến nay vẫn là điều bí ẩn mà chúng ta chưa tìm hiểu hết. Ở một bản làng mà người dân tộc Thái Đen cư trú thuộc tỉnh Sơn La, nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện hết sức rùng rợn lẫn đau lòng. Ngày đó, biết bao người đã chết, từ người già lẫn trẻ nhỏ, và một câu chuyện tình buồn đẫm nước mắt mà đến giờ nhớ lại tôi không khỏi xúc động. Ngày đó làng tôi còn nghèo lắm, nhà nào khá hơn thì có cái bình ắc quy để phát điện, còn đâu thì chỉ dùng đèn dầu. Cả bản chỉ có nhà tôi và hai hộ nữa với trạm y tế là có bình ắc quy thôi, nhưng cũng chỉ những dịp cần thì mới dùng đến. Bởi vậy bản chúng tôi cứ sẩm tối là bao trùm một màu đen. Đám trẻ con trong bản được người lớn cấm không cho ra khỏi nhà khi trời tắt nắng, vì trong bóng đêm những con ma rừng sẽ ra khỏi rừng thiêng mà tìm đến bản. Chúng sẽ bắt hồn những ai đi đêm. Những người mà bị bắt hồn sẽ ốm rồi dần dần cạn hết sinh lực mà chết, nên những người dân nơi đây chẳng ai dám đi ra ngoài khi mà không có việc cần. Hay có đi, họ cũng đi thành một nhóm rồi đốt đốt thật sáng. Mà sợ nhất với những người dân nơi đây chính là một loại ma có tên gọi là phí phong. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng với tất thảy những người sống nơi đây. Tôi đang chặt củi thì tiếng trưởng làng gọi lớn: "Lý Phiền, mày ra thị xã đón thầy giáo từ dưới xuôi lên hộ tàu cái." Tôi dừng tay rồi nói: "Vâng thưa trưởng bản." "Thế lại có thầy lên dạy cái chữ cho bọn trẻ à?" "Ừ, nhưng mà chẳng biết là thầy mới ở lại đây được bao lâu trưởng bản nhỉ?" Trưởng bản nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu không đáp. Một năm trở lại đây, đã mấy thầy cô được điều đến để dạy chữ cho bản này rồi. Người ở lại lâu nhất là 2 tháng, còn không thì cũng chỉ được mỗi 2-3 tuần. Vì những chuyện xảy ra tại nơi đây khiến họ phần nào sợ hãi mà rời đi. Từ bản tôi xuống thị xã phải mất 2 tiếng, nên tôi cũng nhanh chóng đi cho kịp. Lý do mà trưởng làng luôn giao nhiệm vụ cho tôi đi đón mấy thầy cô từ miền xuôi lên là vì ở bản chỉ có mình tôi là có xe Honda. Với lại tôi được xuống thị xã học nên nói tiếng Kinh rõ nhất, lại thông thuộc đường xá dưới đó. Tôi đứng đợi ở bến xe một lúc thì có một chuyến xe từ Hà Nội vào bến. Mọi người ai nấy vội vàng bước xuống xe. Tôi nhìn thấy một anh thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh như chờ đợi một ai đó. Tôi biết đó là thầy giáo từ dưới xuôi lên đây, nên giơ tay vẫy gọi: "Thầy giáo ơi, thầy giáo Thành ơi." Cứ thế anh thanh niên mỉm cười rồi đi về phía tôi đứng. Anh đưa tay ra trước mặt, ý muốn bắt tay tôi, nhưng tôi khựng lại mất mấy giây mới hiểu điều anh muốn. Tôi lao vội bàn tay thô kệch của mình vào quần, rồi cũng đưa tay ra bắt tay anh. Tôi nghĩ thầm trong đầu, đúng là tay thầy giáo có khác, mềm thế, chẳng bù cho mấy thằng thanh niên như tôi trên này, bàn tay khô ráp, chắc nắm tay mấy em gái có khi làm tay các em đau.
Em tên gì? Thầy Thành lên tiếng hỏi. Dạ em tên Lý Phiền. Thầy giáo cứ gọi em là Phiền là được rồi. Phiền cứ gọi anh là được rồi ha. Gọi thầy giáo nghe cách sáo lắm. Dạ, anh bám vào em cho chắc nha. Đoạn đường này khó đi lắm á. Vậy là anh Thành ôm lấy eo tôi thật chặt. Mùi thơm ở người anh làm tôi cứ thích lắm. Tôi ra sức hít lấy hít để. Phải chăng người dưới xuôi họ có mùi thơm như vậy? Mãi sau này tôi mới biết đó là do anh xịt nước hoa. Anh Thành biết tôi thích nên cho tôi một lọ. Cứ lúc nào đi tán gái hay là đi chơi, tôi lại đem ra dùng. Mà tôi giữ kỹ nó lắm. Tôi tin với mùi thơm nồng nàn này sẽ có rất nhiều em gái bị tôi làm cho ngã gục. Ngồi ở phía sau xe, anh cứ say sưa hỏi nhiều chuyện về bản tôi. Tôi nghĩ bụng, nếu tôi mà là con gái, chắc tôi sẽ yêu anh Thành mất. Người gì đâu đẹp trai, lại cao to trắng trẻo, thu hút mọi ánh nhìn. Phiền ơi, sao anh nghe nói có mấy thầy cô giáo xu lên đây dạy học, nhưng mà chỉ dạy được có vài tuần là bỏ về hả em? Khi nghe câu hỏi của anh Thành, nét mặt tôi dần biến sắc. May mà anh ngồi sau nên không biết. Tôi ấp úng mãi mới thốt ra được câu trả lời, vì tôi không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ nói họ sợ ma nên bỏ về dưới xuôi ư? Như vậy chắc anh Thành bắt tôi chở ra bến xe mà về luôn cũng nên. Thì chắc mấy thầy cô không có chịu được khổ đó anh. Bị làng em còn nghèo lắm. Không biết anh có chịu được khổ không? Anh Thành nghe tôi nói đến đây thì cười lớn. Anh nói. Anh không sợ khổ đâu. Nếu sợ anh chả viết đơn tình nguyện lên đây. Lại nói về Thành, anh vốn là con nhà gia thế, cơm ăn áo mặc chẳng phải lo. Tốt nghiệp trường sư phạm với tấm bằng loại giỏi. Ra trường là bố mẹ sắp xếp cho một chân giáo viên tại một trường có tiếng tại Hà Nội. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của gia đình, Thành lại viết đơn xin lên vùng Tây Bắc làm giáo viên. Bố mẹ anh ra sức ngăn cản, nhưng Thành nhất quyết làm theo ý mình. Đơn giản vì Thành thấy chán ghét cái ngôi trường mà mình đang ở. Mọi người ai cũng đeo một lớp mặt nạ giả tạo, giả tạo với người thân, với xã hội ngoài kia. Bố anh thì bao nuôi một cô nhân tình nóng bỏng, còn mẹ anh thì chẳng khác hơn. Ông ăn chả thì bà ăn nem. Cái gia đình của anh thực chất không còn gọi là gia đình từ lâu rồi. Nhưng Thành không biết rằng chuyến đi này lại mang cho anh một vết thương lòng nhiều đến như vậy, mà có lẽ cả cuộc đời này anh không thể nào quên. Thầy giáo đến rồi này mọi người ơi. Vừa về đến bảng là tôi đã nói rất lớn để thông báo cho tất cả người dân biết. Ai nấy đều đi đến nhà trưởng bảng để xem mặt mũi thầy giáo mới ra sao. Trên khuôn mặt ai cũng tỏ ra háo hức vui vẻ, vì từ nay con mình lại được học lấy cái chữ rồi. Chiếc xe Honda đổ ngay dưới chân nhà sàn nhà trưởng bảng. Lúc này một người đàn ông chạc 60 tuổi bước từ trong nhà sàn bước ra. Nhìn khuôn mặt dáng dấp của trưởng bảng toát lên vẻ uy nghiêm của người đứng đầu, nhưng trong ánh mắt lại rất ôn nhu hiền từ. Chào trưởng bảng, tôi tên là Thành, được điều đến công tác tại bảng mình. Chào thầy giáo, thầy mời thầy vào trong nhà. Ông trưởng bảng nói với giọng vui mừng. Bước vào trong, Thành thấy nhà ông rất gọn gàng sạch sẽ. Trên vách gỗ được trang trí rất nhiều những nhạc cụ dân tộc. Thành nhìn mà rất thích thú. Sau cánh cửa của một gian phòng nhỏ, anh thấy bóng có một ai đó đang thập thò nhìn mình. Mời thầy uống nước. Giọng trưởng bảng cất lên khiến Thành giật mình, vội đón lấy chén nước từ tay trưởng bảng. Bên ngoài người dân bảng đứng kín cửa nhà trưởng bảng, nhất là mấy chị em gái nơi đây. Ai nấy cứ nhìn Thành với đôi mắt đầy yêu thương, rồi thì thầm nói với nhau. Thầy giáo mới đẹp nhỉ, nhìn mạnh mẽ như con hổ trong rừng, con trâu cày trên rẫy ấy. Một cô gái trẻ cất tiếng, ra vẻ khó chịu khi thấy tiếng nói từ một người phụ nữ có chồng.
Chị Then không về mà làm việc nhà đi, chứ đứng đây tí chồng nó về, nó lại trả cho ăn đòn ý. Chị Then cũng chẳng phải vừa, thế là chị cũng cãi lại. Xì, chả việc gì đến cô, sao cô không về mà làm đi? Con gái chưa chồng mà cứ đứng đây không biết ngại à? Thế là lời qua tiếng lại, khiến không gian bên ngoài trở nên ồn ào. Lúc này tôi chạy ra bên ngoài rồi quát lớn. Trưởng bản bảo là ai về nhà nấy đi, tối mai á bản mở hội mừng thầy giáo mới. Sau tiếng nói của tôi, ai nấy đều ra về, mà trong lòng cứ như thầm tiếc về điều gì. Tôi cũng biết rằng sự có mặt của thầy Thành sẽ là niềm vui cho mấy em nhỏ và mấy đứa con gái bản. Thậm chí là mấy chị, mấy bác có chồng rồi cũng được ngắm cho thỏa con mắt. Chỉ có mấy thằng trai như tôi thì sẽ cảm thấy thiệt thòi, mờ nhạt thôi, thậm chí có phần ghen tị. Tối hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà tắt hẳn, là lúc nơi bản nghèo tổ chức lễ hội đón mừng thầy giáo. Trong ánh lửa sáng rực, những chàng trai cô gái trong những bộ quần áo đầy màu sắc sặc sỡ nắm tay nhau múa quanh đống lửa. Khung cảnh này Thành thấy đẹp vô cùng, cảm nhận được sự lương thiện ấm áp. Trong hơi men của rượu, Thành nhìn thấy một cô gái rất đẹp, một nét đẹp mộc mạc không như mấy cô gái thành thị mà anh quen. Lý Phiên, cái cô gái mà ngồi cạnh bác trưởng bản á là ai vậy? À, đấy là chị My, con gái trưởng bản đó anh, người đẹp nhất bản này đấy, mà anh Thành có mắt nhìn đấy. Ánh mắt Thành cứ nhìn Mỹ đắm đuối, dường như anh chưa từng nhìn cô gái nào như vậy. Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Mỹ lại càng đẹp, một nét đẹp đặc trưng trong trẻo của cô gái miền sơn cước. Thành cứ mãi mê ngắm Mỹ, còn bên cạnh mấy em gái bản thì lại ngồi mê mẩn ngắm cái vẻ đẹp của anh, rồi không ngừng bàn tán xuýt xoa. Anh Thành, dậy mau đi. Tôi lay mãi thì anh mới mở mắt ra nhìn tôi, rồi hỏi với giọng mệt mỏi. Phiền hả? Mấy giờ rồi? Anh mệt quá. Ủa mà hôm qua em đưa anh về hả? Vui quá nên anh chẳng nhớ gì nữa. Trời, anh Thành tố lượng kém thật đấy. Mới uống mà đã say rồi. Hôm qua em với mấy thằng đưa anh về đấy. Anh dậy ăn sáng, rồi em với anh qua dọn dẹp lại lớp học nha. Nhìn anh Thành uể oải ngồi dậy mà tôi thấy buồn cười. Hôm qua anh Thành bị mấy em gái chuốc cho say bí tỉ, trông đến tội. Mà hôm qua không có tôi đưa về thì không khéo bị mấy em gái bản bắt về nhà cũng nên. Đẹp trai hóa ra cũng khổ thật. Hai anh em vừa ngồi lên xe chuẩn bị đi thì thằng Xúa chạy sang nhà tôi. Nhìn dáng vẻ nó như đang có việc gì gấp. Rồi nó gấp gáp nói giọng đứt quãng. Phiền ơi, mày sang nhà anh Môn đi. Nhà anh đêm qua xảy ra chuyện rồi. Thằng bé con nhà anh đấy. Chưa cần thằng Xúa nói hết, tôi đã hiểu ra mọi chuyện, liền vội nhảy lên xe, thúc giục nó chạy nhanh sang nhà anh Môn. Đến nơi, ba người chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh dị. Đứa bé mới được 3 ngày tuổi của anh Môn, giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, không nguyên vẹn, nội tạng bị moi ra ngoài, vương vãi đầy đất. Vợ chồng anh Môn cùng gia đình nội ngoại khóc ngất bên thi thể con trai. Nhất là chị Môn, chị gào khóc đến lạc cả giọng. Chị cố đắm tay vào ngực mình mà tự trách. Trách bản thân đã để con Phí Phong dùng thuật thôi miên, khiến chị tự tay mang đứa con mới sinh ra khỏi nhà để cho nó ăn. Còn anh Môn cũng vậy, anh tự trách mình mãi chơi mà tối qua không ở nhà bảo vệ vợ con. Anh Thành vừa nhìn thấy cảnh kinh dị đó, liền ôm bụng chạy ra ngoài nôn ọe. Người trong bản tuy cũng có chút rùng mình, nhưng nét mặt họ vẫn bình tĩnh, như thể chuyện kinh hoàng này vốn chẳng còn xa lạ. Vậy là bản tôi đêm qua tràn ngập trong không khí vui vẻ thì sáng nay lại phải chịu cảnh u ám đầy tang tóc. Tôi với anh Thành ra lớp học để dọn dẹp lại, để mai bắt đầu dạy chữ cho các em. Anh Thành xem ra vẫn còn ám ảnh
bởi cái chết của con anh muộn lắm. Gần cuối buổi, lúc hai anh em ngồi nghỉ giải lao, thì anh Thành mới cất tiếng. Phiền này, tại sao có thằng bé đó chết mà bị moi hết nội tạng vậy? Ai đã làm điều đó? Nghe đến đây, tôi không biết phải trả lời ra sao. Nếu tôi nói ra sự thật, thì có lẽ ngày mai anh sẽ về dưới xuôi mất. Ừ, ở trên này nhiều thú dữ ăn thịt lắm anh, nên anh cứ ở nhà cho nó an toàn, chứ ở tại lớp một mình đó, nguy hiểm lắm. Tôi ngập ngừng trả lời mà không dám nhìn đối diện với anh Thành. Tôi biết anh vẫn nghi ngờ với câu trả lời của tôi lắm, nên cười gượng rồi tìm cách lảng tránh. Thoáng chốc, màn đêm trên đỉnh Tà Côn đã buông xuống. Những giọt sương đêm cũng bắt đầu rơi trên từng phiến lá. Đêm hôm đó, đợi cho anh Thành ngủ say, tôi mới lẻn ra ngoài. Bởi đêm nay đám trai bản chúng tôi hẹn nhau sẽ đến nhà anh Lò Văn Pháo. Vì nhà anh vừa mới sinh em bé, nếu cùng nhau phục kích, biết đâu lại bắt được con Phí Vong tà ác trả thù cho dân bản. Để chắc ăn hơn, tôi bảo anh Pháo dùng nhau thai để ngay gần nhà và làm một cái bẫy ở đó. Chỉ cần nó đến, chắc hẳn sẽ sập bẫy. Nhưng chúng tôi nào biết, loài Phí Phong đánh hơi rất thính. Nó đã sớm đoán biết được kế hoạch ấy mà chầm chầm nhìn theo đầy tức giận. Đợi mãi đến 3 giờ sáng mà chưa thấy động tĩnh gì, chỉ thấy đứa nào đứa nấy rung lên cầm cập vì lạnh. Thằng Xúa đang ngáp dài ngáp ngắn, mắt thì vô thức nhìn ra phía xa. Bỗng cả cơ thể nó như đông cứng lại. Nó nhìn thấy trong bóng tối có một ánh mắt đỏ lòm đang nhìn về phía chúng tôi. Nói đúng hơn, nó đang nhìn chằm chằm vào mắt thằng Xúa, khiến nó sợ hãi đến nỗi chết đứng lặng. Lúc đó, tôi và cả đám vẫn chăm chú nhìn về phía cái bẫy, nào có để ý đến cử chỉ khác thường của Xúa. Bẵng đi một lúc, tôi mới quay lại. Nhưng khi đó đã không thấy thằng Xúa đâu nữa. Mấy thằng chúng tôi lúc này mới tá hỏa chạy đi tìm. Thằng nào cũng đốt đuốc sáng rực, rồi chia thành hai tốp, họ reo inh ỏi. Trời gần về sáng mà chả hiểu sao sương mịt mù dày đặc, cách độ 2 mét mà chẳng thấy gì trước mặt cả. Những làn gió lạnh cứ bao quanh chúng tôi, khiến đứa nào đứa nấy rét run cầm cập. Một người cảm thấy không ổn nên khẽ kéo áo tôi rồi nói: Phiền ơi, tao nghĩ nên về bản gọi thêm người đi tìm thằng Xúa đi, chứ tao thấy sợ sợ sao ấy. Trời mùa hè mà lại gần sáng rồi, nhưng mà sương dày đặc như này mày không thấy lạ hả? Nghe vậy, một cảm giác bất an dấy lên trong tôi. Tôi hiểu Xúa hơn ai hết, nó chắc chắn sẽ không tự ý rời đi một mình, chỉ trừ khi nó bị con ma rừng cướp hồn. Nghĩ đến đây, tôi và đám bạn hốt hoảng chạy về tìm thầy Mo để xin giúp đỡ. Ở đâu đó, dưới những tán cây rậm rạp, một ánh mắt đỏ lòm nhìn theo bóng của chúng tôi khuất dần mà nở nụ cười ma quái. Sau đó, nó nhìn thằng Xúa rồi thè cái lưỡi đen xì đầy nhớt dãi tanh ngòm liếm láp trên mặt của thằng Xúa. Lúc này thằng Xúa như người bị thôi miên, ánh mắt nó cứ đờ đẫn, ngây dại, chẳng còn biết gì về những thứ đang xảy ra. Sau khi liếm láp chán chê, con ma rừng toan dẫn thằng Xúa đi. Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh kỳ dị hiện ra chắn trước mặt nó. Thân ảnh nọ nhè cái nanh dài rồi nhìn con ma rừng mà gầm lên. Những âm thanh kinh hãi khiến cho con ma rừng bất giác sợ hãi mà lùi lại, rồi vụt bay mất vào sâu trong rừng. Nhân ảnh kỳ dị kia bây giờ mới nhìn thằng Xúa với đôi mắt đầy những tia máu, rồi vội vàng lẫn mất sau màn sương mù. Trong ánh mắt ngây dại của thằng Xúa thì nhân ảnh kỳ dị kia vừa quen lại vừa lạ. Rồi sau đó, mọi thứ trước mắt nó nhòe đi cho đến khi ngất lịm.
Cùng lúc đó, chúng tôi đã đứng trước cửa nhà bà Mo mà gọi lớn. Một lúc sau, một bà lão độ chừng 60, lưng còng khắc khổ, hai mắt thì mù lòa. Bà ta mò mẫm đi ra, cất tiếng hỏi: "Ờ, đứa nào mà tìm tao sớm vậy?" "Em ơi, thằng số bị ma rừng bắt đi rồi." Rồi tôi kể cho bà Mo nghe toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, bà Mo liền mắng chúng tôi: "Ừ, Giang ơi, sao chúng mày ngu thế? Cái con ma rừng á, nó ngửi được hơi người đó. Chúng mày đi như vậy mà không dùng bùa che mắt hay là tắm lá thuốc thì chúng sẽ đánh hơi thấy ngay. Ma rừng còn chưa biết cách mà tránh nữa, lại còn đòi đi bắt phi phong. Chúng mày đi đến nhà thằng Xúa rồi lấy một cái áo của nó về đây cho tao, nhanh lên." Một thằng trong chúng tôi vội vã chạy đi. Lúc này tiếng gà đã vang lên, báo hiệu một ngày mới đã đến. Thằng nọ sau khi lấy được cái áo của Xúa thì vội vã trở lại nhà Mo. Phía sau là bố mẹ cùng mấy người trong bản cũng hối hả chạy theo. Cầm cái áo của thằng Xúa, thầy Mo mới đặt lên bàn thờ rồi lẩm nhẩm khấn vái. Xong bà ấy quay qua nói: "Chúng mày dẫn tao đến chỗ thằng Xúa mất tích đêm qua." Tôi nhanh nhẹn chạy đến đỡ bà Mo, rồi tất thảy mọi người già trẻ lũ lượt kéo đến nhà anh Pháo. Đến nơi, tôi vội chỉ ra bìa rừng nơi chúng tôi ẩn nấp đêm qua. Lúc này bà Mo với chất giọng có vẻ tức giận: "Mày chỉ thì tao có nhìn thấy đâu, dắt tao ra tận nơi đi, nhanh lên, không là không kịp đó." Tôi đưa Mo đến chỗ chúng tôi mai phục và cũng là nơi thằng Số mất tích. Lúc này Mo lắc đầu: "Âm khí nhiều quá, lại có hai luồng âm khí khác nhau. Tao ngửi thấy đầu đây còn vương lại rất nhiều mùi tanh đó. Mau, mau cầm lấy túi thuốc rắc xung quanh đây, cứ tung ra xa." Chỉ thấy bà Mo mù, đứng lẩm bẩm một hồi rồi nói to: "Chúng mày đi về phía bắc độ 500 mét mà tìm. Nhớ tìm cho kỹ trong các bụi rậm đấy." Nghe vậy, đám người liền chạy nhanh đi tìm thằng Xúa theo hướng bà Mo chỉ. Quả không sai, đến nơi mọi người phát hiện thằng Xúa đang nằm dưới bụi cây. Người của nó bây giờ mềm nhũn, chân tay lạnh toát, nhưng đầu lại nóng ran. Lại gọi mãi mà nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh, nên chúng tôi đành phải làm cán mà khiêng nó về. Về đến nhà, bà Mo đưa cho mọi người một loại lá gì đấy rồi hối thúc giả với nước gừng cho Xúa uống. Đoạn bà lại quay qua nói với bố mẹ Xúa mau chuẩn bị đồ lễ để bà gọi hồn Xúa về. Mọi người ai nấy đều rất tất bật chuẩn bị. Tôi khi đó cũng đang loay hoay phụ bố mẹ Xúa sắp xếp lễ thì anh Thành đi tới đập vai tôi mà hỏi: "Anh có nghe đám trẻ nói bản xảy ra chuyện, mọi người đang chuẩn bị làm lễ sao?" Tôi gật đầu rồi bảo anh ra một góc theo dõi. Dù sao đây cũng là cơ hội để anh Thành hiểu rõ hơn về những điều huyền bí vẫn đang thực sự tồn tại nơi đây. Vậy là nghi lễ gọi hồn thằng Xúa diễn ra với sự có mặt của hầu hết người dân bản tôi. Trong số đó có cả Mây, người con gái tôi thầm yêu suốt 2 năm nay. Hôm nay Mây đẹp lắm, đẹp như cánh hoa ban đang nở rộ giữa sắc xuân. Ánh mắt cô trong veo như con suối chảy từ trong hang đá. Mái tóc đen như từng sớ gỗ muông khiến tôi chẳng thể nào rời mắt. Khẽ đảo mắt qua chỗ của anh Thành và Mỹ đang ngồi, từ cử chỉ tôi cũng ngầm đoán quan hệ của họ như thế nào. Nhưng rồi tôi bất giác bắt gặp ánh mắt của Sương nhìn về phía hai người kia. Cái ánh mắt ấy như chứa đựng cả một sự thịnh nộ, ghen tức khi phải chứng kiến người mình yêu đi bên kẻ khác. Mất nửa ngày thì nghi lễ gọi hồn cũng xong. Thành khẽ mỉm cười vì nghĩ người dân nơi đây quả thật quá lạc hậu. Nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng là chỉ mấy hôm sau
thằng Xúa đã khỏe lại, hệt như con trâu trên bảng. Mấy thằng chúng tôi lại vui vẻ lên rẫy cùng nhau. Nhưng tôi chưa khi nào thôi nghĩ về việc bắt được con Phí Phong. Vì nếu không bắt được nó, thì sẽ có thêm nhiều người làng phải chết. Trong lớp học, tiếng bi bô đọc bài của bọn trẻ khiến ngôi bản nhỏ âm u thoáng chốc trở nên có sức sống hơn bao giờ. Khi bóng hoàng hôn vừa buông xuống, Thành đang trên đường về thì chợt nhìn thấy Mỹ đang điệu một cái gùi ngô thì mỉm cười chạy tới. Chào Mỹ, Mỹ đi bẻ ngô về à? Mỹ để tôi điệu giúp Mỹ nha. Mỹ nhìn Thành một cái rồi im lặng bước tiếp. Lúc này Thành có vẻ chạnh lòng. Anh cứ thế lững thững đi đằng sau mà ngắm nhìn bóng lưng của người con gái anh thầm thương. Tối đó, Thành ngồi ngắm trăng mà hình ảnh của Mỹ cứ hiện lên trong đầu. Thành không biết rằng Mỹ cũng đã để ý anh. Nhưng Mỹ hiểu hoàn cảnh của mình, không thể đón nhận tình cảm của anh được. Dưới ánh trăng, nước mắt cô khẽ rơi. Ánh mắt đen huyền long lanh ánh lên một sự ma mị khó tả. Cùng lúc đó, trong bóng đêm đen đặc, từ xa trong bụi cây, một ánh mắt đỏ lợm đang nhìn vào Mỹ. Nó nhếch mép cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, rồi lại chớp mắt tan biến. Đêm đã khuya, tôi đang say giấc. Bất giác một tiếng động làm tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang không thấy anh Thành đâu, biết có chuyện gì sắp xảy ra. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, lao ngay ra phía cửa. Nhìn thấy anh Thành đang ngồi trên cầu thang mà thờ thẫn, tôi vội kéo anh vào trong rồi đóng chặt cửa. Đúng lúc đó, một làn gió mạnh thổi tới, sau đó là một tràng cười the thé vang lên. Tiếng gà kêu quang quát từ ngoài vọng vào, rồi chợt im bặt. Tôi ngồi ngay ra mà xót cho mấy con gà ngoài chuồng. Đàn gà sắp đến ngày bán rồi. Tôi định bụng lứa gà này mang ra thị xã bán, rồi lấy tiền mua tặng Mây chiếc vòng. Vậy mà tôi thở dài một tiếng rồi nhủ thầm, phải bắt cho bằng được con Phí Phong này. Một tiếng rầm vang lên, như thể có ai đó ném cái gì vào cửa nhà. Những tiếng rầm rầm liên tục vang lên khiến hai anh em sợ hãi co rúm ngồi trong góc nhà đợi trời sáng. Khi mặt trời vừa ló dạng, tôi và anh Thành đã vội lao ra. Bên ngoài bây giờ thực sự chẳng khác gì một bãi chiến trường. Cỏ cây gãy đổ la liệt, xác mấy con gà bị ném vương vãi khắp nơi. Điều kỳ lạ, trông chúng đều teo tóp, như thể bị một loài sinh vật nào đó hút cạn hết máu huyết. Anh Thành nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi kinh hồn. Anh hết nhìn xác đàn gà rồi lại quay qua nhìn tôi, như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết đêm qua là con Phí Phong kia đến tìm tôi, nhưng vì nhà tôi có bùa nên nó không vào được. Suốt ngày hôm ấy, anh Thành cứ thơ thẩn như kẻ mất hồn. Tôi biết anh sợ. Vốn dĩ tôi không muốn nói hết cho anh biết là vì sợ anh sẽ rời đi. Lúc đó đám trẻ con trong bản sẽ lại mất đi cái chữ. Nhưng hiện tại thì tôi không thể giấu được nữa, nên quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Tôi nhớ lại, lần đầu bản tôi xảy ra cái chết kinh dị là hơn một năm về trước. Hôm đó là một ngày mùa đông. Người ta phát hiện ra xác bà cụ Sọn nằm chết bên cạnh con suối, nơi dân bản vẫn thường ra giặt giũ quần áo hay tắm gội. Lạ là bà Sọn đã bị liệt hơn 6 năm thì làm sao mà mò ra suối được. Càng quái dị hơn là xác của bà Sọn đã bị hút cạn máu, khiến cho thân hình gầy guộc của bà lại càng trở nên khô quắc. Nội tạng bị moi ra, đôi mắt mờ đục của bà cứ trợn trừng, như thể đã thấy gì rất đáng sợ trước khi chết. Cả bản khi ấy ai cũng sợ hãi trước cái chết kinh dị ấy. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được cái chết ấy mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối nơi đây. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà tôi mất hết tất cả người thân. Khi đó đang là vụ ngô, vì rẫy xa nên đành ở lại căn chòi nho nhỏ bên cạnh.
Chiều đó tôi phải về bản để lấy thêm thức ăn. Đến sáng hôm sau trở lại thì phát hiện những vết máu bắn tung tóe khắp nơi. Xung quanh là những mẫu nội tạng đã bị gặm nhấm nham nhở, ruồi bọ vo ve đến lợm giọng. Tôi sợ hãi lao vào trong lều tìm bố mẹ. Để rồi những cảnh tượng trước mắt khiến cho hai đầu gối tôi khuỵu xuống. Những giọt nước mắt cứ thế thì nhào rơi. Cổ họng cứ ứ nghẹn, không thốt thành lời. Bố mẹ tôi nằm đó, nhưng giờ chỉ còn là cái xác khô đét, không còn nguyên vẹn. Nghe đến đây anh Thành vỗ lên vai tôi như an ủi. Tôi hỏi anh. Anh biết Macaron không? Ừ, anh chỉ xem trên mấy bộ phim nước ngoài thôi. Anh nghĩ Macaron do con người tưởng tượng ra thôi chứ. Trên đời này làm gì? Chưa nói hết câu thì anh Thành khựng lại, bỏ lửng câu nói. Im lặng một lúc rồi anh nói tiếp. Ý em muốn nói có phải Macaron chính là Phí Phong đúng không? Vậy những cái chết em đã kể và những người chết gần đây đều do con Macaron gây ra sao? Vâng, chính là nó gây ra đó anh. Người dân Thái chúng em gọi Macaron là Phí Phong. Nó thích uống máu người, thích ăn nhau thai trẻ em. Ban ngày thì nó sống như là người bình thường, nhưng mà ban đêm thì nó trở thành Macaron và đi tìm thức ăn. Ngày xưa bọn nó lộng hành lắm, giết người vô số. Nhưng mà bây giờ chúng nó cũng biết sợ, không có giết người nữa. Nhưng mà em không hiểu vì sao hơn một năm gần đây nó lại lộng hành, giết bao người trong bản như vậy. Sau khi nghe tôi kể, ánh mắt anh Thành nhìn tôi như ngạc nhiên. Anh trầm tư một lúc rồi nói. Vậy sao mọi người không tìm cách bắt con Phí Phong đó? Bạn em cũng đã tìm cách để bẫy nó rồi. Nhưng mà lạ, mỗi lần giăng bẫy thì nó đều không có xuất hiện. Còn hôm nào mọi người không có ý định bắt nó đó, thì nó lại xuất hiện bắt người. Em nghĩ đã có người nói cho Phí Phong biết. Và cậu Phí Phong là một trong số những người làng ở đây. Kể xong, tôi khẽ liếc mắt nhìn nét mặt của anh Thành như dò xét. Anh sẽ về sớm đúng không? Tôi cứ nghĩ anh Thành sẽ gật đầu. Nhưng không, đối diện với câu hỏi của tôi, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp. Anh lên đây là để dạy học mà, làm sao về được. Hơn nữa anh sẽ giúp em bắt con Phí Phong ấy, trả lại yên bình cho bản mình. Tôi thoáng giật mình vì câu nói ấy của anh Thành. Thế rồi bên ánh lửa bập bùng là hai người thanh niên với quyết tâm bắt bằng được con Phí Phong. Bên ngoài trong màn đêm tăm tối là một ánh mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của Phiền. Vừa nhìn, nó vừa đưa con nhái lên miệng cắn phập một cái rồi nhai ngấu nghiến. Từng tiếng răng rắc kêu lên thật rùng mình. Máu tươi dính quanh miệng nó đỏ lồm, đầy mùi tanh tưởi. Sáng hôm sau, anh Thành dậy từ sớm, chải chuốt rồi chạy sang nhà ông trưởng bản. Thực ra gặp trưởng bản chỉ là cái cớ. Mục đích thực của anh là chỉ để được gặp Mị. Vừa thấy anh, trưởng bản đã tươi cười chào đón. Là thầy giáo sao? Mời thầy vào nhà. Hôm nay thầy giáo đến chơi hay có việc gì vậy? Dạ thưa bác, hôm nay cháu đến đây để xin thưa với bác một chuyện. Chả là bàn ghế của lớp học đã quá cũ, cho nên cháu muốn nhờ bác xin với xã cấp cho mấy bộ bàn mới à? Miệng thì nói, nhưng mắt Thành thì giáo giác nhìn xung quanh như tìm kiếm Mị. Đúng lúc Mị đi ra, Thành vội vã chào. Mị nhìn Thành mỉm cười gật đầu thay cho một lời chào, rồi điệu cái gùi rời đi. Thấy vậy Thành đoán Mị lên rẫy nên vội từ biệt trưởng bản rồi nhanh chân đuổi theo. Mị ơi, đợi anh với. Mị quay ra nhìn Thành rồi nói. Thầy giáo đi theo Mị làm gì? Người ta nhìn thì không hay đâu. Thành nhìn Mị rồi cười tươi. Thì kệ cho người ta nhìn, mình có làm cái gì sai đâu mà phải sợ. Mị quay người đi tiếp mà giấu đi nụ cười đang nở trên khóe môi. Thành thấy Mị hôm nay không còn xua đuổi mình thì anh mừng lắm, vội vàng chạy lên đi cùng Mị. Trên đoạn đường tới rẫy,
hai người nói chuyện vui lắm. Nhìn họ cứ như một cặp đôi đang yêu. Không ai nói với ai, nhưng trong lòng như đã thầm hiểu tình cảm của đối phương. Cứ thế sau mỗi buổi tan lớp, Thành với Mỹ lại ra bờ suối ngồi nói chuyện, tâm sự. Mỹ dù dặn lòng rằng mình không thể yêu ai, nhưng cô vẫn không thể vượt qua trái tim. Cô buông xuôi tất cả để đón nhận tình cảm của Thành. Cô chỉ cần biết đến hiện tại, được sống trong tình yêu. Còn ngày mai ra sao, cô cũng chấp nhận. Mỹ này, chắc Mỹ cũng hiểu lòng anh. Cuối năm anh về xuôi, xin bố mẹ lên hỏi Mỹ về làm vợ anh nhé. Mỹ im lặng không nói, chỉ nở nụ cười hạnh phúc, tựa đầu lên vai Thành. Còn Thành, anh tin đây là quyết định đúng nhất của anh. Hai người thề non hẹn biển nhiều lắm, ngỡ là tình yêu này sẽ cho trái ngọt. Nhưng họ đâu ngờ rằng những sóng gió tàn thương sắp xảy ra với họ. Dần dà cả bản ai cũng biết chuyện thầy giáo Thành và Mỹ yêu nhau. Người chúc phúc thì nhiều, kẻ ghen tức cũng không ít. Nhất là mấy cô mấy chị, khi biết thầy giáo người mình thầm thương bây giờ có người yêu thì mặt ai cũng đều xị ra. Trong số đó, có một người luôn lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt vặn lên tia tức giận, rồi nắm bàn tay thật chặt. Chỉ một thời gian sau, không hiểu tại sao Thành đột nhiên thay đổi. Anh trở nên lạnh nhạt với Mỹ. Cho dù cô đã nhiều lần đến tìm, nhưng anh đều xua đuổi. Mỹ không hiểu tại sao Thành lại đột nhiên phũ phàng với cô. Điều đó khiến cho cô buồn bã vô cùng. Ông luôn thấy con gái như vậy thì trầm giọng nói: Mỹ, con biết mình không thể yêu thương người khác mà. Như vậy rất nguy hiểm. Mẹ đã bỏ bố con mình đi, bây giờ chỉ còn hai bố con. Con mà có mệnh hệ gì đó thì bố sống không nổi. Hai bố con nhìn nhau mà không giấu nổi sự đau xót trong ánh mắt. Ngày đó mẹ Mỹ đã bỏ lại bố con cô mà đi, cho đến giờ thì vẫn không thấy một chút tin tức gì. Người làng đồn đoán là bà bị ma rừng bắt hay Phí Phong ăn thịt rồi. Nhưng chỉ có bố con ông luôn mới hiểu bà sẽ không chết vì ma rừng hay Phí Phong. Lúc này tại nhà của Sương, Thành đang ôm cô trong vòng tay mà không ngừng vuốt ve mái tóc dài ống mượt của cô. Ánh mắt anh nhìn Sương như gay dại. Chẳng hiểu gay dại vì sắc đẹp hay vì lý do nào đó. Chỉ biết Thành lúc nào cũng nhớ cô, nhớ đến phát điên. Anh Thành thấy em có đẹp không? Đẹp. Sương là người con gái đẹp nhất trên đời. Trong lòng anh chỉ có mình Sương thôi. Vậy mai anh Thành chuyển qua đây ở cùng Sương nhé. Rồi Sương sẽ nhờ trưởng bản làm lễ cưới cho hai chúng mình. Mai về lấy đồ, rồi nói với thằng Phiền một câu, rồi anh qua ở luôn với Sương. Anh lúc nào cũng nhớ Sương. Không được nhìn thấy Sương một lúc thì lòng dạ anh nóng như lửa đốt. Lúc nào anh cũng chỉ muốn gần Sương thôi. Sương nhìn Thành với đôi mắt hài lòng. Cô ta thỏa mãn vì những gì mình đang có. Cùng lúc đó, trong căn buồng bên cạnh, một ánh mắt đỏ lồm đang nhìn trộm họ. Đôi môi đỏ lồm còn vương đầy máu, khẽ nở nụ cười, rồi thè cái lưỡi dài liếm láp chút máu còn vương trên môi, nhìn Thành thèm thuồng. Nhìn Thành nằm gối đầu lên chân mình mà ngủ ngon, Sương lúc này nhếch môi lên cười. Em đã nói rồi mà, anh phải là của em. Thứ gì mà em đã muốn thì chắc chắn sẽ không nhường cho ai. Bàn tay mềm mại của Sương luồn vào tóc Thành, vuốt ve từng lọn tóc của anh. Cô nhớ lại chuyện cách đây độ hơn một tuần lễ. Hôm đó trên đường Thành trở về nhà sau một ngày đứng lớp, thì anh bắt gặp Sương đang ngồi mệt mỏi bên đường. Vốn là người tốt bụng nên anh lại gần rồi giúp dìu cô về nhà. Nhân cơ hội đó, Sương đã lấy vài sợi tóc của Thành mà anh không hề hay biết. Về đến nhà, Sương ngồi trước ngọn đèn le lói, nhìn mấy sợi tóc trên tay, khóe môi vén lên nụ cười. Em sẽ có anh bằng mọi giá Thành à. Sau đó Sương bỏ mấy sợi tóc của Thành vào một cái bát đồng rồi đốt cháy thành tro.
Rồi cô ta lấy kinh huyết của chính mình hòa trộn với tro từ tóc của Thành, vẽ lên một lá bùa. Cứ thế cô ta ngồi thi chú. Sau cùng cô ta dán lá bùa lên một hình nhân đã được bệnh từ một loài cỏ có mùi rất thơm. Sương nhìn thành quả của mình mà không ngừng cười lên đầy thỏa mãn. Chỉ cần vài hôm nữa, Thành sẽ là của cô, sẽ say mê cô đến nỗi chỉ cần Sương nói anh ta chết thì anh ta cũng nguyện ý làm theo, mà lòng vẫn tràn ngập hạnh phúc. Những tiếng nói ồn ào ngoài kia kéo Sương trở về thực tại. Cô đặt đầu Thành xuống một cái gối rồi chạy ra cửa xem chuyện gì. Những ánh đuốc lập lòe ngoài sân khiến cô sợ hãi chạy vào trong nhà. Đứng trước căn phòng tối om, cô mới nói với giọng hốt hoảng. Bà lại gây ra chuyện gì rồi đúng không? Bà cứ như vậy, tôi không bảo vệ được bà đâu. Bây giờ bà trốn xuống hầm đi, kêu chết cả lũ bây giờ. Chị Sương ơi, chị Sương! Tiếng người gọi Sương ngoài cửa, cô vội vàng chạy ra. Phiền à, em tìm chị có việc gì không? Chị Sương có nhìn thấy thầy giáo Thành không ạ? Anh ấy đi từ sáng tới giờ vẫn chưa có về, mà hỏi ai thì cũng không nhìn thấy. Cả bản đang đi tìm thầy nè. Nghe đến đây, Sương thở phào. Đoạn cô bình thản nói, không cần tìm đâu, anh ấy đang ngủ trong nhà chị á. Tôi nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, bởi cái bản này ai chẳng biết Thành và Mỹ yêu nhau. Tôi đang định hỏi cho tường tận thì thằng Số đã hớt hải chạy tới. Phiền ơi, có người, có người chết cạnh bìa rừng. Đến đây tôi nào có tâm trí bận tâm đến chuyện của anh Thành nữa, vội theo chân thằng Súa chạy vội ra bìa rừng. Thấy tiếng người ngoài sân lúc này đã không còn, Sương gõ vào căn buồng nhỏ trong góc nhà. Cánh cửa từ từ mở ra, những tiếng kêu có két vang lên. Trong đó một mùi thối xộc ra khiến cho Sương chùng mũi khó chịu. Từ trong bóng tối, một ánh mắt đỏ lợm nhìn ra phía Sương. Cô ta tức giận quát, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có giết người ở bản này, kẻo có ngày mang họa đó biết không. Con quái vật như hiểu được tiếng cô, nó rít lên một tiếng như phản đối, khiến Sương sợ hãi lùi lại. Cô vẫn cố nói, nhớ đây, nếu không dân bản bắt được thì chết cả hai đấy. Sau đó cô quay đi. Cô đến bên cạnh Thành rồi nằm xuống ôm anh thật chặt, như thể muốn dựa dẫm chút an toàn từ anh. Thật ra Sương vốn là con gái của thầy Mo, cả bố mẹ cô đều biết dùng ngải. Nhưng không may trong một lần dùng bùa hại người, họ bị chính bùa quật nên họ đã chết. Vậy là cô Thành trẻ mồ côi, cô chỉ còn một người thân duy nhất trên đời là bà nội. Nhưng điều này chỉ mình cô biết mà thôi, bởi vì dân làng tưởng rằng bà nội cô đã chết từ rất lâu rồi. Hôm đó bà nội Sương đi tìm măng trong rừng, nhưng trên đường về chẳng may bị trượt chân ngã xuống vách núi. Cả thân thể bà đầy máu me. Trong đôi mắt lờ mờ của bà trước lúc ngất đi, bà thấy một thân hình quỷ dị, nó nhè hai cái răng nanh ra cắn mạnh vào cổ bà. Bà chỉ kịp kêu lên yếu ớt rồi ngất liệm. Mọi người trong bản cũng đổ xô đi tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Hết thảy mọi người đều nghĩ rằng bà ta đã ngã xuống vách núi chết mất xác rồi. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Một tháng sau đó, trong một đêm bà ta đột ngột trở về. Trên cơ thể bà tỏa ra một mùi hôi đến tẩm lợm, tóc tai bù xù, đôi mắt cứ láo liên liên hồi. Điều kỳ lạ hơn, từ khi trở về, bà không nói không rằng, không ăn uống gì cả, suốt ngày chỉ ở trong buồng, tránh ánh sáng mặt trời. Ban đêm thì lại mò ra, đi đâu mất hút. Cứ y như rằng mỗi đêm bà ra ngoài thì sáng hôm sau dân bản lại kháo nhau mất gia súc, thậm chí có hôm phát hiện được cả xác người. Bố mẹ Sương nghi ngờ bà nội đã hóa thành phí phong nên có hỏi, nhưng đáp lại họ chỉ là một ánh mắt trợn trừng đầy hung dữ, khiến ông sợ hãi mà từ đấy không hỏi hay nói thêm điều gì. Để sáng tỏ mọi việc thì tối hôm đó bố Sương đã thả mấy con ếch bắt được từ chiều ra cái xô sau nhà để dụ mẹ mình.
Và rồi quả thật như thế, đến đêm thì bà cụ lại rón rén đi ra chỗ xô ếch. Ánh mắt bà sáng rực trong đêm, bắt từng con ếch cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Trong màn đêm, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng xương khớp đứt gãy khiến ai nghe thấy cũng bất giác rùng mình. Nhưng bà cụ đang nhai thì bỗng nhiên bà khựng lại, đưa ánh mắt như hai hòn than nhìn về một hướng. Ở đó, bố mẹ Sương đang đứng đó, chết trần như tượng. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, bà cụ lại không có phản ứng gì, lại tiếp tục ăn xô ếch mà cười lên hền hệt. Và rồi việc bà nội Sương sống lại được gia đình giấu kỹ cho đến tận bây giờ. Hơn ai hết, họ hiểu chính bà cụ là người gây ra những cái chết thê thảm đó. Và họ cũng hiểu mẹ mình chính là bị Phí Phong cắn, và cũng đã trở thành Phí Phong. Khi dân làng biết chắc có Phí Phong trong làng thì đề phòng lùng sục dữ lắm. Có lẽ vì vậy mà bà nội của Sương lại một lần nữa đột ngột biến mất. Đến tận hơn 10 năm sau mới quay trở lại và kéo theo những sự việc kinh dị dạo gần đây. Sương biết đấy, biết tất thảy những hành động man rợ của bà nội mình. Nhưng cô không thể làm gì khác hơn, vì bà là người thân duy nhất của cô còn trên cõi đời này. Trở về với thực tại, ngay sáng ngày hôm sau, Thành đã vội vàng thu dọn đồ đạc sang nhà Sương ở, mặc kệ những lời dị nghị dèm pha của dân bản. Hôm nay Thành đang thái măng thì bị đứt tay, những giọt máu chảy vương vãi khắp nền nhà. Anh vội vàng đứng lên đi lấy dẻ để buộc lại vết thương. Nhưng lúc vừa quay lưng lại thì anh sợ hãi ngã ngửa về đằng sau. Trước mặt Thành bây giờ là một bà già trông rất đáng sợ. Cả cơ thể bà ta bốc lên một mùi tanh hôi. Bà đưa đôi mắt trắng đục nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Thành. Đoạn bà ta hít hít cái mũi như đang ngửi gì đó. Cái lưỡi đỏ lồm thè ra liếm láp quanh miệng như thể thèm khát lắm. Thành ngồi bất động, cả cơ thể như tê liệt, khiến anh muốn chạy cũng không được. Bà ta chậm rãi bước về phía Thành, khiến tim anh như loạn nhịp. Đôi mắt mở to ẩn chứa biết bao sự sợ hãi. Rất nhanh, khuôn mặt gớm ghiếc kia đã dí sát vào mặt Thành. Bà ta thè cái lưỡi tanh tưởi nhớp nháp liếm láp khắp mặt anh, khiến anh như muốn lập tức nôn ọe. Ánh mắt đục ngầu của bà nhìn xuống vết thương đang rỉ máu chưa kịp băng lại của Thành mà cười lên khanh khách. Rồi bà giơ bàn tay đen xì với những móng vuốt dài ngoằn toàn vồ lấy người Thành. Thì bất chợt một tiếng gọi ngoài cửa vang lên. Anh Thành ơi, anh có trong đó không? Lúc này Thành như bừng tỉnh, anh thét lên. Phiền ơi, cứu anh! Nghe tiếng anh Thành kêu cứu, tôi lập tức lao vào. Lúc này một bóng người hơi còng còng vụt chạy đi. Nó lao ra phía cửa sổ rồi lẩn khuất. Tôi cũng không đuổi theo mà chạy lại phía anh Thành xem anh có sao không. Trên khuôn mặt anh bây giờ vẫn còn nguyên nét sợ hãi, toàn thân vẫn rung lên bần bật. Anh cứ bình tĩnh, không sao, nó đi rồi. Một lúc sau khi đã trấn tĩnh, anh Thành mới kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi hẹn anh ngày mai sau khi đi dạy về, anh ghé sang nhà tôi một lát và giữ bí mật chuyện này. Ngay lúc đó Sương từ bên ngoài đi vào, thấy tôi chị ta liền cất tiếng. Phiền đến chơi với anh Thành à? Dạ, em mang cho anh Thành đôi giày mà hôm nọ anh dọn đồ còn quên không mang theo đó. Tôi vừa đáp vừa chỉ tay sang đôi giày đen bên cửa. Thấy vậy nét mặt Sương có phần giãn ra, bớt đi sự khó chịu. Vì vốn dĩ Sương là người sống rất khép kín, ít giao tiếp với dân bản, hay nói đúng hơn là dân bản này không dám tiếp xúc với chị. Vì họ biết dòng họ chị, biết cách làm bùa ngải, họ sợ chẳng may làm chị phật lòng, có khi lại vong mạng cũng nên.
Nói chuyện vài câu, tôi khẽ đảo mắt nhìn anh Thành như muốn nhắc nhở anh chuyện ngày mai rồi ra về. Cánh cửa vừa đóng lại thì Thành vội vàng lao ra ôm lấy Sương mà hôn hít. Đón nhận những tình cảm ấm áp này khiến Sương hạnh phúc vô cùng. Dù biết rằng Thành chỉ yêu cô vì bùa chú, nhưng cô vẫn cam tâm. Cô không muốn bản thân phải chịu cảnh cô độc, bị mọi người xa lánh như trước nữa. Phiền ơi, hẹn anh đến có việc gì không? Tiếng anh Thành từ ngoài cửa vọng vào. Tôi vội vàng chạy ra, rồi kéo tay anh nói với giọng hối thúc. Anh đi với em, nhanh lên. Đi đâu vậy? Anh phải về nhà với Sương, Sương đang đợi anh. Đi đến nhà thầy Mò chứ đi đâu? Nhìn anh dạo này xanh xao lắm, em nghi anh bị bỏ bùa rồi. Không, anh chẳng bị làm sao cả. Anh với Sương yêu nhau, với lại cô ấy đang có thai. Anh không muốn làm cô ấy buồn. Cái gì? Có thai á? Anh với chị Sương có con á? Thấy anh Thành gật đầu, tôi như hóa đá. Với kinh nghiệm của tôi thì biết chắc anh Thành đang gặp vấn đề. Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại nói, nếu vậy thì anh càng phải sang nhà thầy Mo đó, nhờ thầy giúp bắt Phí Phong. Chứ anh nghĩ mà xem, chị Sương có thai mà còn Phí Phong ở ngoài kia chưa có bắt được, nhỡ chẳng may. Nghe vậy, anh Thành chẳng còn cách nào khác để mà từ chối. Cả hai nhanh chóng cưỡi trên chiếc xe cà tàng đi qua nương rẫy nhấp nhô. Vừa bước vào cửa, thầy Mo đã gọi tôi ra một chỗ và nói, thầy giáo đúng là bị bỏ bùa rồi. Ta cảm nhận thần khí của thầy rất yếu, lý trí không còn minh mẫn như trước. Ta đoán cô ta đã bỏ bùa dơ rồi, nên bây giờ thầy mới si mê cô ta tới như vậy đó. Hôm qua lúc ở nhà chị Sương về, tôi đã đến gặp và kể cho thầy Mo biết về sự việc. Tôi nghi anh Thành bị bỏ bùa và cả việc người đàn bà xuất hiện trong nhà chị Sương. Tôi nghi bà ta chính là Phí Phong, là con ma đã giết bao người vô tội tại bản này. Bà Mo cũng thầm đồng ý với suy nghĩ đó của tôi. Bà Mo suy ngẫm một hồi rồi xin sinh thần bát tự của anh Thành, họa cho anh một lá bùa rồi để lên ban thờ trì chú. Sau đó bà đốt lá bùa đi hòa cùng với nước rồi dục anh Thành uống. Thành nhìn bát nước đen ngòm, cau mày phân vân. Nhưng trước sự thúc giục của tôi và bà Mo thì anh phải nhăn mặt mà uống cạn. Anh Thành vừa uống xong bát nước phép thì lập tức ngã vật ra sàn ngất lịm. Tôi liền lo lắng hỏi, Mo ơi, anh Thành. Không phải lo, cứ để thầy giáo nằm đây, ngủ một giấc mai là tỉnh. Như này là bị trúng bùa rồi. Thôi mày về đi, để thầy ở đây tao lo cho. Dạ, thế con nhờ Mo. Vậy còn chuyện con Phí Phong thì sao ạ? Ơi, chuyện đó thì từ từ đi. Muốn bắt được nó đó không phải chuyện đơn giản đâu. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nhớ đừng nói cho ai biết, kẻo bứt dây động rừng nha. Dạ con hiểu rồi, con chào Mo con về. Cùng lúc đó tại nhà Sương, cô cứ đi ra đi vào, lòng nóng như lửa đốt. Mãi mà Thành chưa về, cô linh cảm có chuyện gì đã xảy ra. Vì Thành hễ tan dạy học thì sẽ về nhà với cô ngay. Sương nhớ đến Phiền, hôm qua Phiền qua đây. Sương chắc mẩm có lẽ Thành đang ở nhà Phiền. Trong bóng tối mờ đục, dưới cái lạnh của cơn mưa phùn đầu đông, một người con gái đang cầm đuốc đi trong đêm tối, những bước đi vội vã, trong lòng đầy lo âu sợ hãi. Phiền ơi, Phiền. Tôi đang ngồi ngắm cái áo mà em May thiêu tặng tôi thì nghe tiếng người gọi ngoài cửa. Tôi vội vàng ra mở, thấy chị Sương đang đứng đó. Tôi đoán chị đi tìm anh Thành nên bất giác cảm thấy chột dạ. Ừ, chị Sương, đến tìm em có chuyện gì không? Anh Thành có đây không? Không ạ. Em tưởng anh Thành phải ở nhà với chị chứ. Lúc này khuôn mặt chị Sương đanh lại, ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận,
Tôi sợ hãi nói. Không tin thì chị vào kiểm tra đi. Lúc này chị Sương quay đi mà không nói thêm lời nào. Còn tôi thì vẫn run rẩy. Tôi quay vào đóng cửa lại, nhưng vẫn đưa mắt nhìn qua một khe hở nhỏ trên cửa. Bóng chị Sương đi được một đoạn thì đứng lại nhìn về phía nhà tôi. Chị hờ hờ ngọn đuốc như ra hiệu cho một ai đó, rồi quay bước đi. Tại nhà thầy Mo lúc này, Thành đang ngủ, bỗng lên cơn co giật. Anh ngồi bật dậy gồng mình một cách đau đớn. Bên tai nghe văng vẳng có tiếng ai gọi. Anh Thành ơi, về với em, về với em mau lên. Thầy Mo biết Sương đang thi phép gọi Thành về, nên bà đi nhanh đến bên ban thờ, lấy ra một tờ bùa, rồi ghi sinh thần bát tự của Thành lên đấy. Sau đó thầy Mo lấy tờ bùa, dán lên một hình nhân, rồi dùng một sợi dây rừng buộc xung quanh hình nhân. Rồi thầy ngồi xếp bằng, tay cầm chặt hình nhân trì chú. Tiếng trì chú vang lên, cũng là lúc Thành ngã ra, nằm im trên giường, chân tay theo tư thế duỗi thẳng, như bị một sợi dây trói chặt. Tiếp đến thầy Mo dùng dao trích một ít máu của mình và Thành vào một chiếc bát, khuấy đều rồi dùng máu đó vẽ lên một tờ bùa. Sau khi vẽ xong thì lại lầm rầm trì chú. Cùng lúc đó tại nhà của Sương, con hình nhân được bệnh từ loài cỏ thơm của cô dùng để yểm Thành bỗng dưng rung lên bần bật. Cô rút một lá bùa, cắn tay lấy máu, rồi vẽ lên đó những câu chú ngữ, rồi dán vào con hình nhân. Nhưng người đang đấu với cô thật sự quá mạnh. Lá bùa hễ cứ dán vào con hình nhân thì như có một thế lực nào đó giật mạnh ra, rồi bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó Sương ngã ra nền nhà, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sương nằm đó, đôi mắt mờ dần rồi ngất đi. Nhưng trước khi mất đi ý thức, cô thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt mình, đưa đôi tay đen xì vuốt tóc cô. Ánh mắt đỏ lồm nhìn cô đầy lo lắng. Đó không ai khác là bà nội của cô. Trời vừa hửng sáng, tôi vội vã chạy sang nhà thầy Mo, vừa đập cửa vừa gọi lớn. Mo ơi, mở cửa cho con. Ơi, mày làm gì mà đập cửa ầm ầm lên thế? Tao mù chứ có điếc đâu. Con xin lỗi Mo, vì con sốt ruột quá. Rồi chẳng đợi Mo nói, tôi chạy tuột vào trong nhà, đến bên giường anh Thành mà lay gọi. Một hồi anh Thành mới khó nhọc mở mắt. Toàn thân anh cảm thấy đau nhức, những khớp xương như sắp rụng rời. Anh nhăn nhó nhìn mọi thứ xung quanh rồi thều thào. Ủa, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì mà anh đau nhức quá. Tôi nghe anh nói vậy thì mới đưa mắt nhìn qua thầy Mo như chờ đợi câu trả lời. Nhưng bà ấy không vội đáp, chỉ chậm rãi rót một bát nước lá đưa về phía anh Thành rồi nói. Uống đi, nó sẽ giúp cậu mau khỏe thôi, không có sao đâu. Anh Thành đón lấy bát thuốc rồi uống cạn. Vị đắng của bát nước khiến anh nhăn nhó. Nước gì mà đắng quá vậy? Mà sao anh lại ở đây vậy Phiền? Sao anh không nhớ gì cả? Tôi nhìn anh Thành mà không biết phải nói với anh như thế nào. Anh ấy dường như cũng nhận ra nét khó xử của tôi, nên gấp gáp hỏi lại. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Em nói đi, anh cần phải biết. Tôi khẽ đảo mắt nhìn thầy Mo, rồi lại nhìn qua anh, đoạn thở dài, bắt đầu kể chuyện anh bị Sương bỏ bùa cho anh biết. Câu chuyện vừa dứt, tôi thấy anh Thành như không tin. Khuôn mặt anh bây giờ đã không còn nét căng thẳng mà chuyển sang xanh lét, đầy hoảng hốt. Anh ngồi đờ đẫn như người mất trí. Chợt cánh cửa nhà thầy Mo mở ra, một bóng dáng cao gầy bước vào. Đó không ai khác là Mỹ. Anh Thành vừa thấy Mỹ thì liền bật dậy, lao ngay đến ôm chầm lấy chị, rồi nói trong nước mắt. Mỹ ơi, anh xin lỗi em. Anh Thành thật xin lỗi em. Mỹ nhìn anh Thành rồi nói. Anh có sai cái gì đâu. Phiền nói với em mọi chuyện rồi.
Bây giờ anh không sao là tốt rồi. Cứ thế hai người ôm lấy nhau chẳng rời. Cho đến khi tiếng bà Mo hắng giọng thì anh Thành với chị Mỹ mới buông nhau ra. Chúng mày ngồi xuống đây, tao có chuyện muốn nói. Như thằng Phiền kể đó, thì nó đang nghi trong nhà con Sương, đang nuôi phí phòng. Tao tính gọi mấy già làng và trưởng bản đến để bàn chuyện, tìm cách bắt bằng được con phí phòng này, để lâu sợ nó giết hại thêm bao người vô tội. Chị Mỹ nghe đến đây, bỗng thần sắc như thay đổi, khuôn mặt chị thoáng hiện lên nét hoảng sợ. Thầy Mo liền nói: Người xấu ắt phải đền tội, còn nếu như không gây ra chuyện xấu đó thì không phải sợ hãi làm gì. Mỹ khẽ cúi đầu không nói thêm điều gì. Còn tôi với anh Thành nhìn điệu bộ của hai người thì cau mày khó hiểu. Thầy Mo khẽ cười, đoạn lại nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình cho ba người cùng nghe. Nghe xong thì ai nấy đều gật đầu như đã hiểu, rồi lại vội vã ra về. Trên đường về, anh Thanh bảo tôi chở anh qua nhà Sương để lấy đồ. Tôi biết anh sợ, ngay cả tôi cũng sợ. Nhưng dù sao đồ đạc vẫn phải lấy, nên cả hai đành cắn răng chạy qua. Đỗ xe trước cửa nhà, tôi với anh Thanh nhìn nhau. Đoạn anh Thanh run run cất tiếng gọi với. Nhưng bên trong dường như không có ai đáp lời. Chỉ thấy cánh cửa từ từ hé mở. Tôi với anh Thành không ai bảo ai, cả hai vô thức lùi về phía sau, căng thẳng nhìn vào bên trong. Chỉ một lát sau, Sương xuất hiện. Chị ta lúc này có vẻ như đang ốm, nét mặt xanh xao, nhìn không còn chút sức sống nào. Vừa nhìn thấy anh Thành, chị ta đã vui mừng chạy tới nắm tay anh, nhưng bị anh hất ra. Tôi đến để lấy đồ. Anh muốn bỏ em sao? Anh đã hứa là không bỏ em mà. Rồi chị ta lại chạy tới định ôm anh, nhưng một lần nữa anh Thành đẩy ra. Lần này cú đẩy khá mạnh, khiến chị ta mất đàn mà ngã xuống. Anh cứ thế đi một mạch lên nhà lấy đồ của mình. Lúc này chị Sương hoảng loạn, chị ta chạy lại giữ tay anh, miệng thì gào thét: Anh không được đi, anh không được bỏ mẹ con em. Lúc này anh Thành giận dữ, buông túi đồ xuống, dùng hai tay nắm chặt lấy vai Sương, rồi nói với giọng đầy tức giận: Cô nghe rõ đây, tôi không yêu cô. Cả đời này tôi chỉ yêu Mỹ thôi. Là cô, chính cô đã yểm bùa để tôi yêu cô. Tôi mới là người bị hại, chứ không phải là cô. Rồi anh đẩy mạnh chị Sương, chị ta một lần nữa ngã lăn ra đất. Trong ánh mắt anh Thành bây giờ tràn đầy sự tức giận, sự thù hận. Đi thôi Phiền. Chúng tôi lên xe ra về, bỏ lại phía sau người đàn bà không biết đáng thương hay đáng trách. Sương nhìn theo bóng dáng khuất xa dần mà nước mắt tuôn rơi. Cô nắm chặt bàn tay rồi gằn giọng: Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Thứ tao không có thì không ai có được. Trong màn đêm đen đặc, một thân hình quỷ dị lầm lũi tiến về phía nhà Sương. Nó thản nhiên bước lên nhà, như thể đời đây rất quen thuộc. Bà đi đâu mà mấy hôm nay không về? Sương ngồi đó, trong ánh sáng le lói còn sót lại có thanh củi đang cháy dở trên bếp. Cô hỏi bà nội mình với khuôn mặt không chút cảm xúc. Đi ăn. Đáp lời, bà lão lại đi vào căn buồng nhỏ tối tăm mà mình thường ngủ. Còn Sương ngồi đó, khuôn mặt buồn bã, nhớ về những ngày bên cạnh Thành. Ánh mắt cô ta trở nên hung ác, bờ môi khẽ nở nụ cười đầy tà mị. Ngày hôm sau, anh Thành đi dạy từ sáng vẫn chưa về.
Tôi đi tìm mấy chỗ cũng không thấy. Hỏi chị My, chị cũng bảo là cả ngày hôm nay chưa gặp anh. Tôi với chị My dự cảm không lành. Cả hai nhìn nhau mà trong lòng nghĩ đến Sương. Rồi hai chị em chúng tôi gọi thêm bọn thằng Xúa với mấy người trong bản, kéo đến nhà Sương. Trong bóng tối, những ngọn đuốc sáng rực, cả đoàn người tiến về nhà Sương. Đâu đó những tiếng hú của đám thú ăn đêm khiến ai nấy đều rùng mình. Khi chỉ còn cách nhà Sương một đoạn ngắn, thằng Xúa mới lắp bắp nói: Phiền, Phiền ơi Phiền, mày nhìn xem, kia có phải là anh Thành không? Lúc này, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về trước sân nhà Sương. Cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng tôi khiến ai nấy đều kinh sợ. Anh Thành bị trói vào một cây cột trước sân, đầu tóc quần áo dính đầy bùn đất, cả cơ thể rũ xuống như đã kiệt sức. Bên cạnh là Sương, chị ta đứng đó như chờ đợi, như biết chắc chúng tôi sẽ đến. Nhìn thấy người yêu bị như vậy, chị Mỹ toàn chạy đến, thì tôi liền kéo tay lại rồi nói: Chị Mỹ à, bình tĩnh đã, biết đâu là cái bẫy của chị Sương bày ra đó. Ông Luân trưởng bản bây giờ mới ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó lớn tiếng gọi: Sương à, sao chị lại bắt thầy giáo? Chị không sợ bị chính quyền bắt sao? Sương từ bên trong bước ra. Chị ta không những không sợ mà lúc này còn cười lên như điên dại, rồi nói lớn: Người mà chúng mày bắt không phải là tao, mà là con của ông kia kìa. Con Mỹ đó, nó chính là Phí Phong đấy. Hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt của nó cho mọi người biết. Mọi người nghe đến đây thì lập tức nhao nhao lên. Anh Thành lúc này dùng chút sức lực còn lại, nói với chất giọng thều thào: Tôi xin cô đó, xin cô đừng có làm như vậy. Cô muốn gì tôi cũng được, xin cô đừng làm hại đến Mỹ. Sương nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẫn. Rồi Sương rút ra một con dao đặt lên vai anh Thành. Tôi sợ hãi toàn chạy đến, thì chị ta nói lớn: Chúng mày đứng lại hết cho tao. Đứa nào bước lại, dù chỉ một bước, tao sẽ giết chết anh Thành ngay. Nghe đến đây tôi sợ hãi dừng lại. Tôi sợ trong lúc mất kiểm soát thì chị ta có thể đâm anh Thành thật. Cô thả anh Thành ra đi, tôi cầu xin cô đó. Muốn tao thả anh Thành hả? Vậy mày biến về hình dạng Phí Phong đi, hãy để cho mọi người biết ai mới là ác quỷ thật sự. Chị Mỹ nhìn anh Thành, nước mắt tuôn rơi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau như phân vân. Anh Thành dường như hiểu được suy nghĩ của Mỹ, lắc đầu lia lịa. Sương thấy Mỹ chần chừ thì lập tức vùng dao đâm mạnh vào bả vai Thành, khiến anh đau đớn hét lên: Biến thành Phí Phong đi, để tao xem tình yêu của mày lớn đến đâu, có đủ để hy sinh mạng sống vì người mình yêu hay không. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mỹ. Rồi từ từ những ánh mắt ấy chuyển dần sang hoảng sợ. Bởi trước mắt họ đã không còn là Mỹ của trước kia, một cô gái xinh đẹp hiền lành, nay đột nhiên lại biến thành hình hài vô cùng quỷ dị, với làn da tím bầm, ánh mắt đỏ lồm, đôi bàn tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, và đặc biệt có hai chiếc răng nanh đang lộ ra. Lúc này Sương cười lên đầy thỏa mãn, rồi chỉ tay về phía Mỹ đang trong hình hài Phí Phong, rồi gằn giọng: Chúng mày nhìn xem đi, nhìn xem ai là Phí Phong. Sương vừa dứt lời, Mỹ đã lao vụt tới, dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn của mình tát mạnh một cái, khiến chị ta văng ra xa. Một dòng máu từ mũi mồm chị ta chảy ra, thậm chí còn lưu lại những móng vuốt sắc nhọn. Sau đó Mỹ giật phăng cái dây thừng, định ôm anh Thành bỏ chạy. Nhưng ngay giây phút ấy, một cơn đau khủng khiếp truyền tới. Mỹ cúi xuống nhìn thì thấy ngực mình đang bị một thanh gỗ đâm xuyên qua,
những dòng máu đen từ vết thương không ngừng chảy ra, khiến cho đầu óc chị choáng váng, đôi mắt như hoa đi, chẳng nhìn rõ được vạn vật. Phía sau, Sương một tay ôm vết thương, một tay vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ mà thét lên. Các người còn không mau bắt lấy con Mỹ đi, còn đứng đấy làm gì? Đó chính là Phí Phong, chính nó đã giết chết biết bao nhiêu người trong bản này đấy. Lúc này mọi người như bừng tỉnh, họ lầm lầm tiến đến. Người thì kéo anh Thành ra, người thì dùng dây trói chị Mỹ lại. Có người toàn rút con dao bằng gỗ được vót nhọn cắm sau lưng chị Mỹ ra, nhưng Sương đã ngăn lại. Chị ta nói, nếu các người mà rút con dao đó ra thì người chết là chúng mày, chứ không phải là nó. Ai nấy đều nhìn nhau sợ hãi khi nghe Sương nói. Còn Sương trong phút chốc, từng người bị xem là người xấu nay lại được coi như người hùng, khi mà đã bắt được Phí Phong, còn mà đã giết hại bao người vô tội. Chỉ tội cho anh Thành, lúc này anh vừa đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Người mềm nhũn lả trên tay tôi mà miệng không ngừng cầu xin mọi người. Mỹ không giết người, làm ơn tha cho cô ấy đi, làm ơn tha cho cô ấy. Anh Thành bám chặt lấy tay tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt như tuyệt vọng. Anh nói, Phiền ơi, em cứu Mỹ đi, Mỹ không giết người mà, em tin anh đi. Thật ra anh biết Mỹ là Phí Phong từ lâu rồi, còn mà Phí Phong mà giết người là... Chưa kịp nói hết câu thì anh Thành đã ngất liệm đi. Tôi biết anh đang cố gắng nói điều gì nhưng không kịp. Hết cách, tôi chỉ đành dìu anh về, đợi đến khi tỉnh hẳn mới có thể tỏ tường mọi chuyện. Cùng lúc đó, trong bóng tối hun hút nơi bìa rừng, một ánh mắt đỏ lợm đang dõi theo tất thảy những việc đã diễn ra. Nó cười lên khùng khục, điệu cười đầy quỷ dị, cái đầu lắc lư đung đưa qua lại, khiến cho tiếng xương phát ra kêu răng rắc. Rồi bóng dáng nó dần biến mất sâu trong rừng già đại ngàn. Anh Thành sau khi được tôi đưa về nhà thầy Mo thì vẫn mê man bất tỉnh. Tôi ngồi bên cạnh mà không khỏi lo âu. Tôi lo cho anh Thành, lo cho chị Mỹ. Tôi tin chị ấy dù là Phí Phong thật nhưng sẽ không làm hại bất cứ ai. Đang miên man trong những suy nghĩ hỗn độn, bỗng tiếng thầy Mo làm tôi giật mình. Mày không phải lo đâu, cứ để nó nghỉ ngơi. Tôi khẽ gật đầu không đáp. Thấy thế, bà lại thở dài nói tiếp. Tao biết con Mỹ là Phí Phong lâu rồi. Mò biết Mỹ là Phí Phong sao? Ừ, khi nó xuất hiện trước mặt tao, tao đã nhận ra nó là Phí Phong. Nhưng mà nó không hề giết người đâu. Sao bà chắc chắn về việc chị Mỹ không giết người chứ? Vì trên người nó luồng âm khí không mạnh. Nếu một con Phí Phong mà giết người hút máu đó, hay là hấp thụ dương khí từ người sống, thì âm khí của nó sẽ rất là mạnh đó. Khi ở gần tao, tao sẽ cảm nhận thấy. Thậm chí tao đoán đó chính là người cứu thằng Xúa khi bị con ma rừng bắt đó. Tao tin còn một con ma Phí Phong khác trong bản này. Con ma đó mới chính là người sát hại dân bản đó. Tao nghĩ con ma đó, nó đang ở nhà con Sương. Lúc này tôi mới nhớ ra và hỏi bà Mo về việc con dao bằng gỗ mà lúc Sương đâm chị Mỹ. Bà Mo nghe vậy thì gật đầu, ôn tồn giải thích. Thuộc tính của ma là âm, nên rất kỹ những giờ mang nhiều dương khí, như là chính ngọ. Chúng còn sợ những loại cây mang âm khí mạnh, lấy âm khắc âm. Con dao kia chắc là được làm từ gỗ âm rồi. Nếu loại Phí Phong mà bị con dao ấy đâm đó, thì chắc chắn là sẽ lộ nguyên hình. Bà Mo đang nói
thì tiếng của anh Thành hoảng hốt kêu lên. Rồi anh ngồi bật dậy. Nhìn thấy tôi và bà Mo, anh liền lao đến nắm chặt lấy đôi vai, rồi nói với giọng hoảng hốt. Mỹ đâu Phiền? Họ làm gì Mỹ rồi? Anh bình tĩnh đi, chị Mỹ hiện không sao. Nghe đến đây, khuôn mặt anh có vẻ như đã bớt căng thẳng. Rồi anh nhìn sang bà Mo, nói với giọng khẩn khoản. Mời Mo, cứu Mỹ với Mo. Không là mọi người giết Mỹ mất. Mỹ không hề giết người. Mỹ không phải người xấu đâu. Lúc này tôi như nhớ ra một chuyện mà tôi thắc mắc. Tôi quay ra hỏi anh Thành. Vậy anh biết chị Mỹ là Phí Phong từ bao giờ? Thật ra anh mới biết gần đây thôi. Hôm đó anh với Mỹ hẹn nhau ra suối ngồi tâm sự. Cô ấy đã kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Rằng cô ấy chính là Phí Phong. Ban đầu thì anh không tin, cứ ngỡ Mỹ nói đùa. Nhưng cho đến khi Mỹ để cho anh thấy hình dạng ma quái của mình, anh mới tin. Nhưng mà Mỹ nói cô ấy chưa hề làm hại ai bao giờ, vì trong cô ấy phần người vẫn nhiều hơn phần ma. Do cô ấy không phải là loại Phí Phong thuần chủng, chỉ là hồi nhỏ cô ấy bị Phí Phong cắn, nên giờ trong người mới có dòng máu của ma Phí Phong. Nghe đến đây tôi mới hiểu vì sao khi anh Thành nhìn thấy chị Mỹ trong hình dạng kinh dị mà anh vẫn bình thản. Và tôi cũng không hiểu tại sao chị Sương lại biết chị Mỹ là ma cà rồng mà tìm cách hại chị ấy. Tôi vội vàng hỏi anh Thành. Đúng rồi, sao chị ta lại bắt trói anh như vậy được? Nghe tôi hỏi, anh Thành chậm rãi nhớ lại. Hôm đó trên đường đi dạy về, Thành gặp Sương. Cô ta nói có chuyện muốn nói với Thành. Nhưng anh cũng đề phòng cô ta sau những chuyện mà cô ta đã làm với mình. Anh toan bước đi thì cô ta nói: Em muốn nói chuyện với anh về đứa con của chúng ta. Nghe đến đây, Thành bỗng mũi lòng. Dù không có tình cảm với cô ta, nhưng dù sao đứa bé cũng là con anh, nên anh mới theo cô ta ra đồi mận gần bản để nói chuyện. Ra đến nơi thì cô ta nhìn anh cười một cách đầy bí ẩn, rồi đưa tay lên vẫy thứ nước gì đó vào mặt anh. Cứ thế Thành thấy choáng váng rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình bị trói trước sân nhà của Sương tự khi nào. Đột nhiên thằng Xúa chạy vào, nó hốt hoảng nói: Mo ơi Phiền ơi, mau ra xem mọi người trói chị Mỹ đem ra ngoài nắng phơi kia kìa. Nghe đến đây mặt anh Thành như biến sắc. Anh lao vội đi, tôi với thằng Xúa chạy theo sau. Mọi người đi hết. Lúc này bà Mo ngồi đó, đôi mắt mù lòa của bà lúc này khẽ rơi nước mắt. Bà nói với giọng buồn bã: Đúng là nghiệt duyên, ta không thể làm gì cho con được Mỹ à. Thật ra bà Mo rất thương Mỹ, nhưng bà hiểu dù bà có nói gì thì dân bản chắc sẽ không ai nghe hay tin lời bà nói. Họ chỉ biết trước mặt họ Mỹ là ma. Đã là ma rồi thì phải bị thiêu sống. Đó là luật lệ của bản bao năm nay rồi. Tại bãi đất trống, nơi người dân trong bản thường tổ chức các lễ hội, Mỹ đang bị trói vào một cây cột. Dưới ánh nắng gay gắt, cả cơ thể cô vặn vẹo đầy đau đớn. Làn da cô như bị bong tróc, đôi môi đỏ hồng giờ đây đã trắng bệch khô ráp. Thậm chí nhiều người còn cầm đá ném vào người cô. Ông trưởng bản thì đang quỳ trên đất cầu xin mọi người tha cho con gái ông. Nhưng cho dù ông có giải thích đến khàn giọng thì cũng chẳng ai chịu tin mà tiếp tục đai nghiến hành hạ Mỹ. Thành thấy cảnh người yêu bị tra tấn như vậy, anh sợ hãi lao vào mà dùng thân mình che chắn cho cô. Anh nói với giọng run run: Tôi xin mọi người hãy tha cho Mỹ đi. Mỹ chưa từng giết ai thật mà. Cô ấy là người tốt. Thầy giáo nói cô ta chưa từng giết ai. Vậy thầy giải thích sao với những cái chết gần đây? Không phải con Mỹ thì ai giết? Nó là con ma giết người đó. Sau lời nói vừa rồi thì những tiếng nói bắt đầu lớn hơn. Đúng đấy, con Mỹ là con ma giết người. Phải thiêu chết nó đi. Phải thiêu chết nó. Rồi mọi người lại tiếp tục ném đá vào Mỹ. Thành hết cách,
chỉ biết dùng chính thân thể của mình để che chở cho cô. Rồi từ đầu anh, một dòng máu chảy ra, nhỏ từng giọt ướt đẫm cái áo đang mặc. Mị nhìn anh với đôi mắt đỏ rực, đang ướt đẫm nước mắt, rồi thều thào nói: Anh mà kệ em đi, kiếp này được anh yêu thương, em đã mãn nguyện rồi. Không, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không cho ai làm hại em đâu. Rồi Thành toàn cởi trói cho Mị, thì một người hét lớn, rồi lao tới kéo Thành ra. Nhìn thấy anh Thành bị mọi người xông vào kéo ra, tôi cũng chạy đến mà nói: Mọi người bình tĩnh đã, chị Mỹ có thể là ma, nhưng mà thật sự chị không có giết người. Sơn lúc này đứng bên ngoài mới lớn tiếng nói: Thằng Phiên, mày đừng có quên là bố mẹ mày cũng từng bị Phí Phong giết đó. Mày còn đứng đó mà xin tha cho nó hả? Mọi người mau kéo thầy Thành ra, đợi khi mặt trời xuống núi, hãy thiêu chết con Phí Phong kia đi. Tiếng mọi người đồng thanh hưởng ứng, rồi nhanh chóng chất đầy củi khô xung quanh Mị. Thành nhìn thời gian trôi mà cảm thấy đau đớn tột cùng, khi mà chẳng thể làm gì cho người yêu. Đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại này, hai người chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Sương đứng đó chờ đợi giây phút Mị bị thiêu sống mà nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Đưa tay sờ lên vết cào trên mặt đang khô máu mà ánh mắt cô ta tràn đầy sự hận thù. Cô ta gằn giọng thì thầm: Nợ cũ nợ mới, hôm nay mày phải trả hết cho tao. Vậy là giây phút người ta hành hình Mỹ đã đến. Một ông lão, có lẽ lớn tuổi nhất làng, trên tay cầm ngọn đuốc từ từ đi đến phía Mỹ. Thành thấy vậy, anh lại gào thét van xin. Anh cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình giãy giụa trong tuyệt vọng. Ông lão cầm ngọn đuốc vứt xuống đống củi được tẩm dầu chất quanh người Mị. Ngọn lửa lập tức bùng cháy, bao lấy thân thể Mị. Những tiếng la hét đầy đau đớn vang lên. Lúc này chim muông cũng sợ hãi vỗ cánh bay giáo giác. Tất thảy những người chứng kiến đều sợ hãi đứng sát vào nhau. Anh Thành và trưởng bản thì gào lên như điên dại cùng với tiếng thét quỷ dị của Mị. Mị đau đớn, cả cơ thể cô quằn quại trong ngọn lửa oan nghiệt. Khi chỉ còn chút hơi tàn, cô đưa ánh mắt nhìn bố rồi nhìn Thành, hai người mà cô yêu thương nhất. Rồi từ từ cô nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trước sự thỏa mãn của hết thảy mọi người. Và trong đó, người vui sướng nhất có lẽ là Sương. Lúc này cô ta nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Trong khoảng không đen đặc cách đó không xa, một thân ảnh quỷ dị cũng cười lên khùng khục. Rồi nó đưa thân thể một đứa bé sơ sinh lên nhìn ngắm một lúc, sau đó tàn nhẫn hút sạch máu huyết của nó. Cuối cùng nó lôi hết mớ nội tạng từ người đứa bé ra, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Sáng hôm sau, những tiếng xì xầm lại truyền đi cả bản. Này, đêm qua con nhà anh Khọt bị mất tích đấy. Người ta nhìn thấy vết máu xung quanh chỗ nó nằm. Họ đồn đoán con bé bị ma Phí Phong bắt đi rồi. Nhưng mà con Mỹ bị thiêu chết trong đêm hôm đó rồi mà. Không lẽ còn con ma khác sao? Tất thảy ai cũng như chết lặng. Lúc này, họ mới biết thật ra vẫn còn một con Phí Phong khác. Và lần này tôi và anh Thành quyết tâm phải bắt bằng được nó. Trong bóng đêm, chúng tôi, những người được sự hướng dẫn của bà Mo, liền phục kích tại nhà của Sương. Chúng tôi đã được Mo cho tắm một loại lá, khiến át đi mùi cơ thể, khiến cho Phí Phong không thể đánh hơi thấy. Trên tay mỗi người là một con dao dài độ 20 phân, được làm từ thân cây liễu. Nó như một vũ khí giúp chúng tôi chống trả lại con Phí Phong nếu bị nó tấn công. Mọi người đi hết sức nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động. Tôi tiến đến dưới sàn nhà của Sương, rồi thả một giỏ ếch đã được bắt từ chiều ra. Thậm chí tôi còn lấy dao đâm chết mấy con để máu chảy ra, như vậy sẽ kích thích khứu giác của con ma.
Sau đấy tôi nhanh chân chạy lại chỗ mọi người đang nấp. Chẳng phải để chờ lâu, một bóng đen lù lù bước xuống cầu thang. Cái bóng có dáng còng còng nhưng rất nhanh nhẹn. Nó đi đến cứ thế vồ những con ếch mà tôi vừa thả, đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Ăn độ vài con thì nó ngã gục xuống, ôm lấy bụng mà đau đớn. Lúc này toàn bộ những người mai phục chạy đến, dùng lưới quay lấy nó. Nó gầm lên những tiếng đầy ghê rợn, rồi lao tới toan vồ lấy yết hầu của mấy người rồi giết chết. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã bị vô số mũi dao gỗ đâm phập vào cơ thể. Nó đau đớn nằm rên la. Lúc này anh Khọt tức giận lao tới cầm con dao bầu sắt ở trên tay, đâm liên tiếp vào tim nó. Sương lúc này nghe thấy ồn ào, chị ta chạy xuống thì thấy xác bà mình nằm đó, máu me bê bết. Chị ta ôm bà vào lòng rồi gào lên đầy đau đớn, nhìn mọi người với ánh mắt đầy căm phẫn. Vậy là con ma Phí Phong đã giết bao người, nay cũng đã chết. Ngôi bản nhỏ nằm sâu giữa rừng già đại ngàn nay lại bình yên trở lại. Chỉ có nỗi đau của những người bị mất đi người thân là vẫn còn nguyên. Và có lẽ nó là vết sẹo không bao giờ lành. Còn Sương, cô ta giờ đây đã trở thành một người điên, suốt ngày đi lang thang khắp bản. Nhưng lạ thay, từ ngày cô ta bị điên, bọn trẻ con trong bản lại không hề sợ cô ta. Thậm chí chúng rất thích chơi với cô ta. Có lẽ khi phần thú tính đã mất đi, con người trở về tiềm thức thiện lương. Trong sâu thẳm tâm can, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh Thành đã quyết định về lại dưới xuôi. Nơi đây đâu cũng là bóng dáng của Mỹ, khiến cho anh đau đớn. Anh muốn rời xa nơi đầy đau thương này. Tôi cũng không hề khuyên anh ở lại. Tôi chỉ buồn khi phải xa anh, mà chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Quý khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ma Rừng Tây Bắc của tác giả Đỗ Ngát. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là hay phải không ạ? Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.